Còn tại nước ta, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ở nửa cuối tháng 5 này, hạn hán ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng chấm dứt. Tuy nhiên đối với trung bộ thì hạn hán dự kiến sẽ kéo dài tới tháng 8 năm nay. Trong thời gian này các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và phía Nam duy trì tình trạng hạn mặn, thiếu nước ngọt sinh hoạt và sản xuất. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần có phương án sử dụng hợp lý tài nguyên nước trong sản xuất cũng như trong sinh hoạt quy hoạch tưới tiêu hợp lý xây dựng đồng ruộng có khả năng tăng cường giữ nước trong đất và tuyển lựa được các giống cây trồng có nhiều khả năng chịu hạn cùng với đó chính quyền và người dân cần xây dựng mới và nâng cấp các công trình tưới tiêu